Có thể bạn không tin, nhưng đây là sinh vật ngoài hành tinh hiếu chiến nhất mà tôi từng biết. Chúng có hình dạng giống như một bàn tay và lúc nào cũng phun ra một ký hiệu trông rất kỳ lạ. Dường như những sinh vật này đang muốn tiêu diệt hết mọi cá thể sống trên trái đất. Hãy cùng Điền Tây theo dõi xem liệu rằng con người sẽ đối phó với đám sinh vật ngoài hành tinh này như thế nào nhé. Hóa ra cách đây vào vài ngày trước, 12 con tàu vũ trụ hình vỏ sò của người ngoài hành tinh bất ngờ đáp xuống trái đất. Sau đó chúng phân tán ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Điều kỳ lạ là các phi thuyền đó, sau khi họ cánh lại không có động tĩnh gì. Không ai biết chúng tới trái đất là có mục đích gì. Các quốc gia ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đêm đó, Amy đang ngủ say thì bị tiếng trực thăng đánh thức. Một cấp trên tự xưng là quân nhân xuất hiện và nói rằng chính quyền cần sự giúp đỡ của cô ta. Sau đó yêu cầu Amy nhanh chóng thu dọn hành lý. Hóa ra người ngoài hành tinh đã gửi tín hiệu cho con người, nhưng con người không thể giải thích chúng. Để giải quyết bí ẩn về ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, Amy là một nhà ngôn ngữ học, đã trở thành lựa chọn đầu tiên của họ. Và Jack là một nhà vật lý học, cũng lên đường cùng cô ta. Sau đó họ nhanh chóng tiếp cận điểm đến. Và Amy cuối cùng cũng nhìn thấy vật thể của người ngoài hành tinh. Đó là một phi thuyền 400 năm tuổi. Một vật thể hình vỏ trứng dài 900 mét, với toàn bộ vỏ bọc màu đen lặng lẽ đứng trong những đám mây đang trôi. Lúc này Amy và những người khác có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Họ bắt đầu tiêm các loại vaccine và mặc quần áo bảo hộ dày đặc. Sau đó được binh lính hộ tống xuống đáy phi thuyền. Con tàu vũ trụ sẽ tự động mở cửa vào sau mỗi 18 giờ. Khi họ đến bên trong tàu vũ trụ, mọi người đều bị sốc bởi lực hấp dẫn kỳ lạ bên trong. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt bọn họ. Lần đầu tiên tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh khiến Amy cảm thấy rất căng thẳng. Cùng với một âm thanh chói tai, hai sinh vật ngoài hành tinh giống bạch tuộc từ từ xuất hiện. Vì chúng có 7 cái chân, nên phía quân đội gọi chúng là bàn tay hắc ám. Tuy nhiên cuộc giao tiếp đầu tiên không suôn sẻ cho lắm, vì chúng phát ra âm thanh rất chói tai, khiến Amy không thể tiếp cận được. Đến lần thứ hai, thì cô ta đã nghĩ ra một cách giao tiếp khác. Amy viết một vài từ lên bảng kẹp hồ sơ, sau đó lấy hết dũng khí từ từ tiếp cận đến vị trí của người ngoài hành tinh. Cô ta giơ tấm bìa kẹp hồ sơ lên và đồng thời chỉ vào chính mình. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, bàn tay hắc ám hiểu được cô ta muốn biểu đạt cái gì và liền duỗi râu ra đáp trả. Khói đen dày đặc như mực phun ra, trong nháy mắt tạo thành một hoa văn ma thuật. Amy chợt nhận ra rằng hình tròn này có thể là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, nhưng cô ta đã bị sốc khi nhận được phản hồi lần đầu tiên. Đồng thời các nhà khoa học ở mọi quốc gia nơi mà đặt tàu vũ trụ đã chia sẻ thông tin họ thu thập được với nhau. Tuy nhiên, một vấn đề mới nhanh chóng xuất hiện. Khi Amy giới thiệu tên của mình với người ngoài hành tinh thì chúng vẫn vẽ cùng một ký hiệu như lần trước. Cô ta dường như nhận thức được rằng chữ viết của người ngoài hành tinh không thể phân biệt được sự khác biệt giữa các loài và các cá thể. Sau khi Amy suy nghĩ một lúc, cô ta đã thực hiện một hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Amy lựa chọn cởi bỏ quần áo bảo hộ trên người. Sau đó từ từ đến gần bức tường ánh sáng, rồi đặt lòng bàn tay lên bức tường. Bàn tay hắc ám dường như hiểu ý của Amy, vì thế chúng cũng dán xúc tu của mình lên tường và viết tên của chúng. Điều này đã khiến Amy vô cùng hạnh phúc và cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giới thiệu bản thân. Thấy vậy, Jack cũng cởi bỏ quần áo bảo hộ của mình ra và tiến đến gần để giao tiếp. Ai ngờ các sinh vật ngoài hành tinh lại chê và không thèm phản hồi. Nhưng điều bất ngờ sau cuộc gặp gỡ đó là khi trở về căn cứ, Amy đột nhiên xuất hiện ảo giác, mà bác sĩ cho là do sự mệt mỏi gây ra và cô ta cũng không để ý lắm. Với việc nghiên cứu sâu về ký hiệu của người ngoài hành tinh để lại, thì Amy cũng phát hiện ra rằng những từ này không liên quan gì đến ngôn ngữ của họ. Nhưng khi đưa hình ảnh của ký hiệu đó vào máy tính để phân tích và liên kết chúng lại, thì cũng không biết chúng có nghĩa gì luôn. Và cuộc nghiên cứu đã khiến cho suy nghĩ của Amy ngày càng trở mơ hồ hơn. Và bóng ma của cô gái nhỏ trong đầu cô ta ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Trong quá khứ, con gái của Amy đã cho cô ta xem bức tranh tự vẽ ở trường mẫu giáo. Nội dung là bố và mẹ đang nói chuyện với động vật, đây dường như cũng là việc mà Amy đang. Khi con gái Amy lớn lên, cô bé không may đã bị mắc bệnh nan y. Cho đến khi con gái qua đời, cô ta thậm chí còn cảm thấy đó là ký ức về những gì bản thân đã trải qua. Nỗi buồn ập đến ngay trong lòng khiến cô nhớ nhung rất lâu. Thấy vậy, Jack cũng đến để an ủi cô. Anh ta tin rằng những ký hiệu của người ngoài hành tinh sẽ khiến Amy nhận thức được điều gì đó mà con người khó hiểu. Lúc này hình ảnh của người ngoài hành tinh đã xuất hiện trên Internet, khiến cho nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, một số người cực đoan đã bắt đầu phản kích. Họ xuống đường để biểu tình, họ hy vọng rằng chính phủ có thể xua đuổi các dị vật kỳ lạ đó. Và tình hình đang dần bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Dưới sự yêu cầu chính thức, Amy cuối cùng đã hỏi những người ngoài hành tinh một câu hỏi mà ai cũng đều muốn biết. Đó là mục đích của chúng đến trái đất là gì? Dưới ánh mắt lo lắng của đám đông, bàn tay hắc ám một lần nữa phun ký hiệu lên bức tường ánh sáng. Có nghĩa là chúng đến đây để hủy diệt trái đất. Lý do này đã khiến mọi người bùng nổ ngay lập tức. Nhưng Amy hy vọng điều này không phải là sự thật.
và cô ta vẫn muốn có thêm một cơ hội nữa để quay trở lại tàu và tìm hiểu lại chính xác ý lý do của người ngoài hành tinh là gì. Không ngờ lúc này trong căn cứ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động. Nguyên lai sau khi các nước khác biết được tin tức, lãnh đạo các nước lập tức hoảng sợ. Họ cho rằng lời khiêu khích của người ngoài hành tinh là đang gây chiến với loài người. Vì vậy, tất cả các quốc gia bắt đầu ngừng chia sẻ thông tin với nhau. Trong lúc tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, thì Amy một lần nữa quay trở lại phi thuyền, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền. Nhưng cô ta lại không biết rằng, trong một góc phi thuyền đã bị gài một quả bom hẹn giờ. Sau khi trải qua một lần liên lạc, Amy rốt cục biết được người ngoài hành tinh muốn gì. Hóa ra mục đích chính của chúng là cung cấp công nghệ cùng tri thức cho nhân loại. Amy định hỏi thêm, nhưng một trong những người ngoài hành tinh đột ngột rời đi và để lại vô số ký hiệu kỳ lạ. Trong lúc Amy và đồng đội mình còn đang mơ hồ, thì quả bom hẹn giờ đang đếm ngược và sắp nổ. Người ngoài hành tinh cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp đuổi bọn họ ra khỏi phi thuyền. Thế là cả hai bị bay ra ngoài mà không hề bị gì. Sau đó Amy tìm đến gặp đại tá và cô ta hy vọng có thể quay lại phi thuyền để giải thích mọi chuyện. Bất ngờ căn cứ đột nhiên rung chuyển dữ dội, hóa ra phi thuyền đang di chuyển đến nơi khác. Có lẽ điều đáng lo nhất của con người chỉ mới bắt đầu. Sau đó những con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bay lượn khắp thế giới và lọt vào vòng phòng thủ, khiến tất cả các quốc gia trên thế giới đều hoảng sợ. Vì vậy, cấp trên đã gửi thông điệp cuối cùng tới tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, yêu cầu chúng sơ tán khỏi trái đất trong vòng 24 giờ nữa, nếu không sẽ tiến hành một cuộc tấn công. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Amy và Jack bất ngờ phát hiện ra những ký hiệu mà ngoài hành tinh để lại. Hóa ra những ký tự này được liên kết với nhau theo một cấu trúc chưa hoàn chỉnh. Ngay khi mọi người không biết làm sao, thì Amy đột nhiên nhìn thấy một chiếc phi thuyền em bé được người ngoài hành tinh gửi đến. Amy không chút do dự mà đi vào. Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, Amy phát hiện mình đang ở một nơi bị xương trắng bao phủ. Cô ta tò mò nhìn xung quanh. Lúc này thanh âm của người ngoài hành tinh vang lên, Amy quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy rõ người ngoài hành tinh bằng mắt thường. Thông qua giao tiếp mà biết được, một số người ngoài hành tinh khác đến trái đất đã bị con người tiêu diệt. Amy buồn bã và bày tỏ lời xin lỗi. Cô ta hy vọng có thể gửi thông điệp đến các quốc gia khác và ngăn chặn chiến tranh bùng nổ. Tuy nhiên người ngoài hành tinh nói với Amy rằng chúng có sức mạnh để cứu trái đất. Hóa ra mục đích của người ngoài hành tinh đến trái đất thực sự là để giúp đỡ. Bởi vì 3.000 năm sau, chúng cũng cần sự giúp đỡ của con người. Và món quà mà chúng ban tặng cho con người chính là những ký hiệu. Đó một thông phi tuyến tính vượt thời gian, hiểu rõ được nó thì con ngoài sẽ kiểm soát được thời gian và thậm chí dự đoán tương lai. Sau đó cô ta tìm thấy sách hướng dẫn dịch các ký hiệu của người ngoài hành tinh trong tương lai và dùng nó để dạy lại mọi người. Lúc này một cảnh tượng kỳ diệu cũng xuất hiện trong tâm trí Amy. Cô ta đã gặp một vị tướng đến từ Trung Quốc tại một bữa tiệc ở Bắc Kinh và thậm chí còn có số điện thoại cá nhân của vị tướng đó. Vì vậy, Amy đã bí mật lấy số điện thoại vệ tinh của căn cứ rồi vội vàng liên lạc với vị tướng đó để cố gắng thuyết phục ông ta ngừng tấn công phi thuyền của người ngoài hành tinh. Không ngờ, cô ta bị quân đội chặn lại. Vào thời điểm quan trọng, bức tranh ma quái trong tâm trí Amy lại xuất hiện. Trong bữa tiệc tương lai đó, khi vị tướng quân nói chuyện với Amy, ông ta đã nói với Amy những lời cuối cùng của vợ mình trước khi bà qua đời. Vì vậy Amy đã nhận được bức thư của tướng quân và cuối cùng đã thành công trong việc ngăn chặn chiến tranh bùng nổ. Và may mắn thay, nhân loại đã chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Đối với Amy, tuy cô ta có năng lực đoán trước tương lai, nhưng cô ta chỉ dùng nó để giúp đỡ mọi người. Nếu bạn nhìn thấy được tương lai, thì bạn sẽ tìm kiếm điều gì cho mình. Còn nếu Điền Tây sở hữu được khả năng siêu việt đó, thì sẽ dùng nó để ban phước cho tất cả những người đang xem video này. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.